100 khóa training và 3.000 lượt học viên JBMC. Thương hiệu công ty JBMC được xây dựng và điểm tô bởi nét đẹp thương hiệu cá nhân của học viên và thành công thương hiệu công ty của khách hàng. Chính thương hiệu của học viên và khách hàng đã giúp tạo nên thương hiệu JBMC rực rỡ hôm nay. Niềm tin yêu của 3.000 lượt học viên đến từ hơn 500 doanh nghiệp vào dịch vụ training và tư vấn quản lý của JBMC là phần thưởng quý giá nhất cho những nỗ lực của JBMC nhằm mang lại những giá trị thiết thực cho khách hàng. JBMC trân trọng từng học viên và khách hàng. Qua 100 khóa training, JBMC hân hạnh được đón tiếp hơn 3.000 lượt học viên công tác tại những tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh như Sheraton, Intercontinental, Heineken, Unilever, Mabuchi Moto, Brother, Samsung, LG, Bravat, Lotte Mart, Peugeot, Mazda. Rất nhiều học viên của JBMC đến từ những tập đoàn hàng đầu Việt Nam, Vingroup, Petrolimex, VNPT, Mobile Phone, Vinaphone, Viettel, Bưu chính Việt Nam, Thaco, FPT, Sun Group, Furama, Viettravel, Siri, Nguyễn Kim, Masco. Đặc biệt, JBMC nhận được sự tin tưởng và ủng hộ nhiệt thành của các đối tác training chiến lược để triển khai các khóa corporate training. Mabuchi Moto, Eurowindow, BGT Group, Bếp Trang, Phố Hội Miu, Thang Máy Thăng Long, Ô tô Hồng Sơn Star, CPE, Co-op Mart, Danalog và Victronimax. Học viên và khách hàng JBMC là các tiến sĩ, thạc sĩ, luật sư, kiến trúc sư, kỹ sư, cử nhân, dược sĩ. Họ tốt nghiệp từ các đại học trong nước và nước ngoài như Moscow State University of Civil Engineering, Nga, Học viện ESAT, Pháp, University of Montpellier, Pháp, Greenwich University, Anh, Hochschule Heilbronn University, Đức, University of Adelaide, Australia. JBMC trân quý sự tin tưởng mà học viên và khách hàng JBMC dành cho mình. Đó chính là nguồn động lực mạnh mẽ giúp JBMC vững tin hơn vào triết lý kinh doanh, uy tín, tin cậy, đổi mới, thành công, thịnh vượng.